Tuần qua, giới công nghệ trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đều dồn mọi sự chú ý vào sự kiện ra mắt chiếc điện thoại Galaxy S8 và S8 Plus của nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc, Samsung. Không chỉ chờ đợi sự cải tiến về công nghệ như mỗi lần một mẫu điện thoại mới xuất hiện trên thị trường, người ta còn muốn chờ đợi xem Samsung sẽ làm gì để lấy lại những gì đã mất do sự cố Galaxy Note 7 hồi năm ngoái. Một ngày sau khi ra mắt tại Mỹ, Samsung cũng công bố mức giá bán cho bộ đôi S8 và S8 Plus tại Việt Nam lần lượt là khoảng 19 và 21 triệu đồng. Với mức giá cao ngất ngưỡng này, thiết bị nào sẽ là đối thủ của S8 và S8 Plus trong cùng phân khúc? Smartphone cao cấp ở thị trường trong nước? Hãy cùng nhau tìm câu trả lời trong phần đánh giá của reviewer Vinh Vật Vờ ngay sau đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục trải nghiệm số của bản tin công nghệ 10 phút cập nhật. Như vậy là trong tuần vừa qua thì cả giới công nghệ đang sôi sục về chiếc Galaxy S8 và S8 Plus. Bộ đôi này nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ mọi người. À, hiện tại thì mình chưa có sản phẩm để trên tay Tuy nhiên thì mình sẽ tổng hợp lại một số thông tin các bạn cần phải biết cũng như là nhận định cá nhân mình về chiếc Galaxy S8 và S8 Plus Galaxy S8 và S8 Plus thì năm nay chúng ta sẽ thấy là viền màn hình nó làm siêu mỏng ở trên và dưới Samsung cũng đã đánh dấu sự chuyển mình khi họ không còn sử dụng phím home cứng ở mặt trước. Đây là một trong những cái đã đồng hành cùng Samsung khoảng 5 cho đến 6 7 năm nay rồi, thay bằng một phím home cảm ứng lực ở bên trong trực tiếp màn hình. Cả biến vân tay cũng đã được di chuyển sang phía sau, lúc ban đầu mọi người nghĩ rằng đây là một thiết kế không hợp lý Tuy nhiên do cái thân hình của máy quá nhỏ và gọn Do đó có thể dễ dàng sử dụng một ngón tay để có thể mở cảm biến vân tay ở phía sau Họ có một cái món phụ kiện và ở phụ kiện đấy chúng ta chỉ cần kết nối với Galaxy S8 và S8 Plus Có thể xuất ra một cái màn hình như là kể cả TV hay là màn hình máy tính ở nhà các bạn Và nó sẽ có giao diện giống như một chiếc máy tính thu gọn Chúng ta có thể làm công việc từ Office như là PowerPoint, Excel và cũng như là các bộ công cụ ứng dụng đến từ Adobe như là Photoshop vân vân. Nếu mà lựa chọn một đối thủ duy nhất xứng tầm với Samsung lúc này, không phải là đến từ các thương hiệu của LG hay là của Sony hay HTC vì họ đều đã quá là chậm chân, nhưng cái chiếc iPhone 7 Plus vẫn là đối thủ đáng gờm. Nếu các bạn nhìn vào mức giá Galaxy S8 đưa ra thì hiện tại đang có mức giá ví dụ dự kiến là 19 cho đến 21 triệu. Đây chính là phân khúc giá đang xuất hiện chiếc iPhone 7 Plus. Và nếu các bạn sẽ để ý rằng người ta đang lựa chọn điện thoại cao cấp trên thị trường chỉ có hai hãng xứng đáng là nằm cùng với nhau đó là Samsung cũng như là Apple. Nếu so với chiếc iPhone 7 Plus thì S8 rõ ràng vượt trội rất nhiều thứ từ camera, từ thiết kế, từ màn hình, cảm biến vân tay, công nghệ quét mống mắt dường như là Samsung đều vượt trội về công nghệ. Thế nhưng có một thứ khiến cho iPhone 7 Plus vẫn luôn luôn khiến người tiêu dùng cũng như giới công nghệ phải muốn mua. Một đó là về thương hiệu. Về thương hiệu của Apple thì họ hiện tại vẫn đang dẫn đầu về ngành công nghệ về giá trị cũng như về lợi nhuận Và thứ hai đó chính là về nền tảng hệ điều hành iOS nếu như Samsung vẫn sử dụng Android chung với tất cả nhà sản xuất còn lại trên thế giới Tất nhiên nếu các bạn sử dụng Android không mua Samsung bạn có thể mua Sony HTC tùy bạn Nhưng nếu các bạn đã sử dụng hệ điều hành iOS thì bạn chỉ có thể mua sản phẩm của Apple Samsung thì có thể có hai chiếc điện thoại cao cấp một năm như là ngoài S8, S8 Plus chúng ta có thể dòng Galaxy Note Tuy nhiên thì Apple thì họ thường một năm chỉ ra một sản phẩm đỉnh nhất Tất nhiên là có hai kích thước màn hình Và do đó thì cái sự hỗ trợ của Apple bao giờ cũng tốt nhất Vòng đời một chiếc iPhone rơi vào tầm 4 cho đến 5 năm Do đó người ta nếu mà muốn mua một chiếc điện thoại lâu dài Thì thường vẫn lựa chọn iPhone là điểm mạnh như vậy